Theo tôi thì cái trường đấy thì nếu nói cho đúng là một cái trường chuẩn quốc gia nhiều năm để lại ấy. Vậy ngay 2018 là vẫn được công nhận là trường chuẩn quốc gia đấy. Và cũng theo tôi nghĩ thì để giữ được cái duy trì 50 năm là trường trường chuẩn của quốc gia của huyện Tiên Yên đối với tỉnh Quảng Ninh thì theo tôi nghĩ rằng là không nên chuyển. Tại vì tôi nghĩ rằng là cái địa điểm và toàn bộ những thứ mà coi như là đầu tư cho cái trường này thì đến nay nó còn là rất là tốt. Một trường vững chắc được công nhận là trường chuẩn rồi thì có gì tôi như phải 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 chuyển mà